Hello, welcome you to our lesson number 2 of this series of videos to help you communicate very well in English with the clients when you do nails. Và đây là bài học phần 2 trong chuỗi video chia sẻ với bạn cách thức để bạn giao tiếp hiệu quả với khách hàng khi mà bạn làm nghề nails. Nếu trong bài trước chúng ta đã học về những cái từ vựng, những cái câu mà rất là thông dụng, bạn thường xuyên cần phải sử dụng để có thể làm được công việc này, thì ở trong bài học này sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng cao hơn nữa và giúp cho bạn tạo ra một cái hành trình trải nghiệm khiến cho khách hàng cảm thấy vô cùng yêu quý và sẽ quay trở lại tiếp tục làm nails tại cửa hàng của bạn. Ông cha ta có câu vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Nếu mà với kỹ năng của bạn thì bạn có thể làm ra những bộ móng rất là đẹp, khách hàng ưng ý. Nhưng thực sự để có thể đốn hạ trái tim khách hàng thì chúng ta sẽ cần phải giao tiếp, từ đó hiểu nhau hơn. Và khi khách hàng đã yêu quý các bạn rồi, khách hàng sẽ tiếp tục quay trở lại ủng hộ và sẽ giới thiệu thêm cho bạn những khách hàng là đồng nghiệp của họ, bạn bè của họ. Và khi đó cửa hàng của bạn lúc nào cũng đông khách. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về phần bài học ngày hôm nay. Trong phần này sẽ được chia ra làm 3 phần. Phần đầu tiên chúng ta gọi đó là opening, tức là phần mở đầu. Vậy thì khi mà khách đến cửa tiệm của bạn, chúng ta sẽ mở đầu cuộc trò chuyện như thế nào? Trong quá trình bạn làm cho khách, bạn sẽ giao tiếp đặt ra những câu hỏi gì? Bạn sẽ tìm những cái thông tin nào về khách, những thông tin nào thì không nên? Và khi bạn đã kết thúc làm xong cho khách rồi, làm thế nào để lưu giữ lại ấn tượng tốt đẹp cho khách? Thì đây chính là nội dung của bài học này. Cho phần đầu tiên, khi chúng ta mở đầu cuộc hội thoại, bạn cần lưu ý. Để có thể bắt đầu cuộc trò chuyện một cách dễ dàng, ngay kể cả với những trường hợp các bạn là những người không giỏi về giao tiếp lắm, thì chúng ta hãy quan sát một chút. Chúng ta có thể nói về thời tiết. Giả sử hôm đó thời tiết rất là lạnh, thì mình có thể nói với khách: "Oh, the weather today is cold." Thời tiết ngày hôm nay lạnh đấy. The hai hàm răng chạm lưỡi nhé. The weather. Weather. Nhớ âm ơ ở phía sau, chúng ta cong lưỡi thì sẽ hay hơn. Weather. The weather today. Âm chi hai hàm răng chạm nhau, đầu lưỡi đánh hơi. Today. Day. Today. The weather today is cold. Lạnh nha. Cold. Cold. Và nếu như thời tiết nó mát mẻ thì mình dùng là cool, là mát nha. Cool. 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 Và nếu thời tiết là nóng, yes, hot. 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 The weather today is hot. Và khi đó khách hàng sẽ phản hồi là họ gật đầu hoặc họ yes, it's very hot. Thời tiết thật là nóng. Và nếu như bạn đã nhận được sự đồng tình đầu tiên của khách hàng thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong cuộc trò chuyện. Nên hãy nói về một cái điều gì đó mà khách hàng sẽ đồng ý với bạn. Hoặc bạn có thể chú ý về quần áo, kiểu tóc của khách hàng. Ví dụ mình nhìn thấy khách hàng có chiếc áo khoác rất là đẹp thì mình có thể nói: "Wow, your jacket is very nice." Your jacket. Áo khoác của bạn. Your jacket. Đó, bạn chú ý nha, từ jacket. Âm đầu tiên là âm r. R. Mình tách hai hàm răng. Đó, hạ thấp hàm dưới xuống một chút, mình tạo ra âm rung r. A. Jack. Jack. Đó, mình bật âm k. Jack. It. Jacket là áo khoác nha. Đó.
mình có thể thay thế bằng những cái trang phục khác, ví dụ như là quần jean thì mình nói là jeans đấy, nhưng ở đây mình quan sát thấy áo khoác đẹp thì mình nói là your jacket is very, là rất đúng không ạ, very nice, rất đẹp. Và bạn hình dung là đến cả mình nếu mà được khen mình cũng thích, nên ở đây hãy quan sát xem khách hàng có gì tuyệt vời thì hãy khen cái đó. Hoặc là your hair looks so nice, tóc bạn trông rất đẹp. Your hair, đấy, nếu kiểu tóc họ đẹp nha, đấy thì mình hãy khen cái tóc của họ. Your hair looks so nice. Looks, looks, looks so nice. Cái từ so hoặc từ very thì nó cũng tương đồng với nhau. So nice, nice là đẹp nha. Ok, và khách cảm thấy rất yêu quý bạn rồi, vì bạn quan tâm tới khách, bạn để ý tới những cái điều tốt đẹp của họ, đúng chưa? Nên phần mở đầu chúng ta hãy làm sao cho khách thật là cởi mở ra. Sau đó khi vào phần kéo dài cuộc trò chuyện, nhiều khi ấy, có trường hợp các bạn chỉ nói được dăm ba câu là hết vốn rồi. Nhưng nếu như bạn nói đúng vào cái điểm mà khách hàng yêu thích, họ thích bạn liền, và thậm chí họ nói với các bạn cả một buổi đấy luôn. Đấy, thì ở đây chúng ta chú ý là chúng ta sẽ hỏi tập trung vào sở thích của khách hàng. Có nhiều người thì hướng dẫn cho bạn hỏi về tuổi của họ, hỏi về gia đình họ, hỏi về đời sống của họ, thì những cái chuyện đó nó hơi riêng tư, có nhiều nơi thì người ta không tiện chia sẻ. Nên chúng ta hãy hỏi về sở thích là cái dễ nhất, được không ạ? Thì đầu tiên bạn có thể hỏi họ về cái nơi ở của họ cũng được. Where do you live? Where do you live? Bạn sống ở đâu? Where do you live? Live. Nào, bạn nói đi. 1, 2, 3. Where do you live? Sau đó, để mình có thể biết được sở thích của họ là gì, thì hãy bắt đầu với câu hỏi sau. What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Ở đây bạn chú ý từ what, art, what do you like to do in your âm o tròn nhé, or your free, là âm y dài, free time. Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh rỗi? What do you like to do in your free time? Nào, hãy nói nào. Và đương nhiên rồi, có rất nhiều những cái sở thích, và đặc biệt thì là phụ nữ thì thường thích đi mua sắm, nên chúng ta cứ mặc định như là họ thích đi mua sắm đi. Thì họ có thể nói rằng I really like shopping. Đó. Hoặc là I usually go shopping in my free time. Tôi thường đi mua sắm, hoặc là shopping, hoặc là mua sắm. Và khi đó thì bạn sẽ khai thác thêm bằng cách mình hỏi như sau. Where do you shop? Bạn đi mua sắm ở đâu? Where do you shop? Chú ý âm này là âm S nặng nha. Shop chứ không phải là shop nha. Đấy. Tách hai hàm răng, hơi đẩy xuống hàm bên dưới nha. Nghe rất là nặng. Shopping, được chưa? Where do you shop? Bạn đi mua sắm ở đâu? Và họ sẽ nói về cái địa điểm mà họ thường xuyên đi mua sắm. Và bạn biết không, mỗi khi họ trả lời thì đừng vội hỏi sang câu tiếp theo, mà hãy thể hiện cái cảm xúc, cái khả năng lắng nghe của bạn. Bạn có thể nói wow, yeah, thì những cái từ đó thể hiện cảm xúc. Hoặc bạn cũng có thể nói là that's a very nice place. Đó là một nơi rất đẹp. Đó, that's a very nice place.
đó là một nơi rất đẹp. Đó, hãy thêm vào những cái câu như vậy, hãy thêm vào những cảm xúc như vậy. Đó, thì khiến cho người nói cảm thấy là bạn rất trân trọng, rất yêu thích cuộc trò chuyện này. Đó, that's a very nice place. Tiếp theo, bạn hỏi họ, khi nào thì họ đi mua sắm? When do you usually go shopping? Đấy, when do you usually là thường xuyên nhé. Ok, bạn thường đi mua sắm khi nào? When do you usually go shopping? Và họ có thể trả lời là on the weekends, vào những cuối tuần. Đấy, hoặc là vào những cái lúc mà rảnh rỗi. Thì khi đó bạn sẽ nói tiếp, me too, tôi cũng vậy. Me too, tôi cũng vậy. Đấy, hãy đồng điệu với họ nha, bằng cách mình thêm vào những cái cụm từ rất là ngắn nhưng mà đầy sức mạnh đấy. Me too, tôi cũng vậy. Rồi bạn hỏi họ là bạn đi mua sắm với ai? Who do you usually go shopping with? Bạn thường đi mua sắm với ai? Who do you usually go shopping with? Đấy. Và người ta sẽ trả lời là with my husband, với chồng của tôi. With my family, với gia đình của tôi. Đó. Và bạn lại hỏi thêm, bạn có thường đi mua sắm không? How often do you go shopping there? Bạn có thường xuyên mua sắm ở đó không? How often, đó, thể hiện là có thường xuyên không? Hỏi là có thường xuyên không nhé. How often do you go shopping there? Đấy. There tức là ở đó, được chưa? How often do you go shopping there? Nào, hãy nói nhé. Người ta có thể trả lời là once a week, một tuần một lần. Twice a week, hai lần một tuần. Rồi, three times a week, ba lần một tuần. Ok, rồi. Và sau đó, trong cuộc trò chuyện, thì họ sẽ chia sẻ cho bạn rất nhiều những thông tin. Hãy nở nụ cười thật tươi, gật đầu, lắng nghe và đồng điệu cùng câu chuyện nhé. Và cuối cùng, khi bạn đã làm xong dịch vụ của mình rồi, thì đừng quên cảm ơn họ đã đến bằng cách bạn nói như sau. Thanks for coming. Cảm ơn bạn đã tới. Thanks for coming. Âm này hai hàm răng chạm lưỡi, đẩy hơi đều đều. Thanks. 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 Cảm ơn. For âm o tròn nhé. For coming. Coming. Thanks for coming. Cảm ơn bạn đã tới. It was great having you. Đấy, rất vui được phục vụ bạn. It was. It was great having you. Great. It was great having you. Thật tuyệt vời khi phục vụ bạn. See you soon. Hẹn gặp lại sớm nhé. See you soon. Hẹn gặp lại sớm nhé. See you soon. Đấy. See you soon. Hẹn gặp lại sớm nhé. Thì như vậy, trong cuộc trò chuyện, bạn đã tạo được thiện cảm rất tuyệt vời rồi. Hãy phát triển cuộc hội thoại của mình lên. Đắm mình vào sở thích. Và đặc biệt là quan tâm về những điều khách hàng yêu thích. Thì khi đó khách hàng sẽ không thể nào quên được bạn. Và bạn sẽ có được thành công lớn hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Và nếu như bạn yêu thích video này, đừng quên nhấn nút like, comment và share video này cho những người bạn của mình nhé. Ngoài ra hãy bấm vào nút đăng ký hình quả chuông để nhận video mới nhất từ thầy. Bye for now.